Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin Hot mỗi ngày. Hy vọng quý vị có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời. Sau đây là nội dung chi tiết. Thanh Thảo đáp trả, thậm chí nhắc đến Ngô Kiến Huy khi bị cư dân mạng chỉ trích lời khuyên đón con sang Mỹ với Phùng Ngọc Huy. Nữ ca sĩ Thanh Thảo đã phản ứng sắc bén khi bị cư dân mạng ném đá vì lời khuyên thiện chí của mình. Sau khi hay tin Mai Phương qua đời, Phùng Ngọc Huy lặng lẽ thay đổi avatar và ảnh bìa trên trang Facebook cá nhân màu đen. Nhiều nghệ sĩ đã để lại lời động viên, mong nam diễn viên cố gắng vượt qua cú sốc. Đáng chú ý nhất là dòng bình luận của nữ ca sĩ Thanh Thảo. Cô viết, tâm trạng em lúc này khó chịu lắm phải không? Nghĩa tử là nghĩa tận mà, mình trong hoàn cảnh không thể nào về. Thôi thì cố gắng thêm chút nữa để đưa con gái sang chăm sóc. Có như vậy em mới bù đắp được. Khi bé sang Mỹ thì mọi chuyện sẽ tốt hơn cho bé. Em phải có trách nhiệm chăm sóc con gái thật tốt sau này nhé, Phùng Ngọc Huy. Tuy nhiên, Thanh Thảo lại bị một số cư dân mạng chỉ trích thậm tệ. Họ cho rằng Phùng Ngọc Huy vô tâm với hai mẹ con Mai Phương ngay cả khi cô lâm bệnh nặng. Vì vậy, anh không đủ tư cách để mang con sang Mỹ. Một vài người khác lo lắng bé La Vi tương lai phải sống trong cảnh mẹ ghẻ con chồng. Trước những phản ứng gay gắt của dân mạng, ca sĩ Thanh Thảo đã lên tiếng. Cô cảm thấy bất ngờ khi lời chia sẻ với đồng nghiệp lại nhận nhiều thông tin trái chiều. Nữ ca sĩ khẳng định không bênh vực Phùng Ngọc Huy, nhưng nghĩa tử là nghĩa tận. Cô chỉ mong đàn em cố gắng bù đắp một chút nào đó thôi. Bên cạnh đó, Thanh Thảo bất ngờ còn nhắc đến Ngô Kiến Huy. Trước câu hỏi của cư dân mạng, nếu chàng Bắp rơi vào trường hợp Phùng Ngọc Huy, cô có cho nam nghệ sĩ mang con về nuôi không? Thanh Thảo lập tức khẳng định hai chuyện này không hề liên quan. Việc so sánh giữa Ngô Kiến Huy và Phùng Ngọc Huy là hoàn toàn khập khiễng. Cô chắc nịch tuyên bố lý do không bao giờ chấp nhận Ngô Kiến Huy là cha của Carrie bởi chính Ngô Kiến Huy đã công khai chối bỏ đứa bé máu mủ của mình. Các em có biết tại sao Ngô Kiến Huy không được nhận con không? Chỉ vì việc yêu cầu thử ADN của em bé đó, hành động chối bỏ bằng bất cứ lý do nào cũng đều là hèn hạ, là xúc phạm người phụ nữ có con với mình. Chính điều đó đưa đến quyết định của chị là chấm dứt mối quan hệ với gia đình đó. Ai trong các em nếu có người thân rơi vào hoàn cảnh của chị, không khéo, cả nhà Ngô Kiến Huy cũng sống không yên, chứ không chỉ cắt đứt, mà không có sự trừng phạt nào như chị đâu. Nữ ca sĩ gay gắt. Kết thúc ồn ào, Thanh Thảo mong mỏi dân mạng ngưng phán xét. Hãy cư xử như người trưởng thành, suy nghĩ chín chắn, bình tĩnh, sống, chứ đừng vội vàng bình luận hay kết tội phán xét ai nếu mình không biết hết mọi chuyện một cách thấu đáo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.